Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Taekwondo Ân Biên. Và trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ đến tất cả các bạn những thông tin về một trong 10 vị đại sư đã có công lớn trong việc truyền bá và phát triển Taekwondo hiện đại, đó chính là Wong Kuk Lee. Wong Kuk Lee sinh ngày 13 tháng 4 năm 1907 tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, nơi bị Nhật Bản chiếm đóng và chế độ điều chỉnh tất cả các hoạt động dân số trên bán đảo, việc tập luyện hoặc dạy bất kỳ môn võ nào. Vì vậy, những người quan tâm đã phải ra ngoài Hàn Quốc để học kỹ thuật. Lee có hứng thú với võ thuật từ khi còn rất nhỏ và anh thường kết hợp với những người lớn tuổi để nghe những câu chuyện cũ kể về việc luyện tập võ thuật hàng ngàn năm của Hàn Quốc từ Lee Kyu-won. Theo thông lệ, các gia đình Hàn Quốc rất giàu có cho con đi du học Nhật Bản, nơi họ học tiếng Nhật và có được một nền giáo dục tốt nhất có thể, tìm hiểu những liên hệ đúng đắn và cải thiện cơ hội thành công trong một xã hội thống trị của Nhật Bản. Năm 1926, Lee đi du lịch đến Tokyo, nơi anh học trung học và sau đó theo học trường đại học Chu chuyên ngành luật. Trong những năm anh đi học, anh bắt đầu tập luyện võ thuật hiện đại, hiện được gọi là phong cách Karate Do Shotokan. Dưới sự dạy dỗ của Gichin Funakoshi và con trai của anh Kigo Funakoshi, một trong những học sinh karate đầu tiên ở Nhật Bản đạt thứ hạng cao nhất cho một người không phải là người quốc tịch Nhật Bản. Chẳng mấy chốc, Wong Kuk đã hiểu ý nghĩa của các giáo lý karate, vì vậy anh quyết định trở về Hàn Quốc để dạy karate ở quê nhà. Sự trở lại này được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng kết nối của anh ta với các quan chức cấp cao của Nhật Bản, người cho phép anh ta có được việc làm tại Bộ Giao thông Vận tải. 1944, Wong Kuk đã yêu cầu chính thức đối với thống đốc Nhật Bản tại Hàn Quốc và tướng quân đội dạy các lớp karate cho công dân Nhật Bản cư trú tại Hàn Quốc và một nhóm công dân Hàn Quốc được chọn. Giấy phép đã bị từ chối hai lần và cuối cùng đã được đưa ra sau một kiến nghị thứ ba. Lee Wong Kuk bắt đầu dạy karate do tại phòng tập thể dục trường Yushin. Ông đặt tên cho trường của mình là Trung Quốc Anh. Với sự xuất hiện của nền độc lập Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 năm 1945, một làn sóng các vấn đề chính trị xã hội theo sau khiến Lee Wong Kuk chuyển trường đến nhà thờ Shin Jin-yo ở Seoul. Anh tiếp tục giảng dạy thực hành và quảng bá karate do. Một năm sau, khi anh bắt đầu dạy các lớp học, anh đã có thể chứng minh với chính phủ những lợi ích của võ thuật, có được sự hỗ trợ của các tổ chức công cộng và bắt đầu giảng dạy tại trụ sở cảnh sát Hàn Quốc, các trường đại học ở Seoul và quân đội, làm cho chính phủ nhận ra sự ưu tiên của các giáo lý thực hành karate do. Trong thời gian đó, Judokan đã nhấn mạnh vào việc đào tạo mạnh mẽ các phong trào và không mất nhiều thời gian để Judokan trở nên nổi tiếng, vì sự dạy dỗ của Lee Wong Kuk đã có sự chú ý của cả quốc gia. Năm 1947, Tổng thống Syman Hee đã yêu cầu tất cả các thành viên của trường tham gia đảng chính phủ trao cho Lee Wong Kuk vị trí bộ trưởng nội vụ. Lee Wong Kuk đã từ chối lời đề nghị và bị tổng thống giam, bị buộc tội là thủ lĩnh của một nhóm sát thủ. Các thành viên tiên tiến khác của trường đã bị bức hại và tra tấn, theo Lee. Còn các phiên bản khác của sự kiện đề cập rằng ông bị tống giam vì ủng hộ chế độ thực dân Nhật Bản. Ông được giải phóng vào năm 1950 và ông di cư sang Nhật Bản cùng năm đó. Lee Wong Kuk là một trong những người Hàn Quốc đầu tiên học karate tại Nhật Bản, giống như phần lớn các võ sư Taekwondo Hàn Quốc tương lai khác từng học tại các trường đại học Nhật Bản hoặc thuộc quân đội hoàng gia Nhật Bản và sau đó trở về Hàn Quốc. Nhiều trường được thành lập vào cuối năm 1940 và đầu những năm 1950 gọi môn võ thuật là karate Hàn Quốc. Lee Wong Kuk đã gọi nghệ thuật của mình là Tang Sudo. Tất cả các trường phái Tang Sudo ban đầu đều dạy karate gốc Okinawa, mặc trang phục kimono truyền thống và dạy karate với rất ít ảnh hưởng từ võ thuật Taekwondo hàng nhiều năm. Đỉnh cao của Tang Sudo Chung Do Khan bắt đầu mở trường mới, được điều hành bởi các sinh viên trực tiếp của Lee Wong Kuk. Sự hỗ trợ kỹ thuật của họ và các xung lực quảng cáo của anh ấy. Taekwondo là một trong những môn võ thuật phương Đông trẻ nhất và câu chuyện của nó bắt đầu bằng việc khai mạc Chung Do Khan tại Seoul năm 1944. Thuật ngữ Taekwondo được
dân tên này đã được tất cả các trường áp dụng. Và vừa rồi cũng là những thông tin tóm tắt liên quan đến Liên Hồn Cúp và tên gọi Taekwondo. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để đón theo dõi những